Viêm xoang ở trẻ em, nguyên nhân, triệu chứng và phương pháp điều trị hiệu quả. Viêm xoang là một vấn đề sức khỏe phổ biến ảnh hưởng đến cả trẻ em. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về nguyên nhân gây viêm xoang ở trẻ, những triệu chứng thường gặp và những phương pháp điều trị hiệu quả. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách nhận biết vấn đề này ở trẻ em. Tác động của nó đối với sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của trẻ, cũng như những biện pháp phòng ngừa để giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ em khỏi tình trạng viêm xoang. Đồng thời, bài viết sẽ khám phá những phương pháp tự nhiên và y học hiện đại để giảm nhẹ và điều trị tình trạng này, giúp trẻ em có một cuộc sống khỏe mạnh và không bị ảnh hưởng nhiều bởi viêm xoang. Nguyên nhân gây viêm xoang ở trẻ em. Viêm xoang ở trẻ em thường do các nguyên nhân như cảm lạnh, sáu khuẩn, dị ứng hoặc các vấn đề liên quan đến cấu trúc mũi và xoang. Việc hiểu rõ về nguyên nhân sẽ giúp phụ huynh ngăn chặn tình trạng viêm xoang trước khi nó trở nên nghiêm trọng. Triệu chứng của viêm xoang ở trẻ em. Viêm xoang có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu cho trẻ, bao gồm đau đầu, sổ mũi, nước mũi nhầy và đau rát mũi. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu này là quan trọng để bắt đầu phác đồ điều trị hiệu quả. Phương pháp điều trị và chăm sóc Đối mặt với viêm xoang ở trẻ em, quá trình điều trị thường bao gồm việc sử dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh nếu có nhiễm khuẩn. Ngoài ra, chăm sóc môi trường xung quanh, đảm bảo sự thoải mái cho trẻ trong thời kỳ bệnh là quan trọng. Việc tham khảo ý kiến của bác sĩ để được hướng dẫn đúng đắn về cách chăm sóc và điều trị là chìa khóa để giúp trẻ vượt qua tình trạng viêm xoang. Đề phòng viêm xoang ở trẻ em, để ngăn chặn viêm xoang, việc đề phòng là quan trọng. Phụ huynh cần tăng cường hỗ trợ hệ miễn dịch của trẻ bằng cách cung cấp chế độ ăn uống lành mạnh, đảm bảo đủ giấc ngủ và khuyến khích hoạt động vận động tránh tiếp xúc với những người bị cảm lạnh và giữ cho môi trường xung quanh sạch sẽ có thể giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Tầm quan trọng của việc thăm bác sĩ đúng cách. Nếu phụ huynh nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào của viêm xoang ở con trẻ, việc đưa trẻ đến thăm bác sĩ ngay lập tức là rất quan trọng. Bác sĩ sẽ thực hiện các xét nghiệm cần thiết để xác định nguyên nhân và đề xuất phương pháp điều trị phù hợp. Việc tự ý áp dụng các phương pháp điều trị mà không được tư vấn của chuyên gia có thể gây nguy hiểm và không hiệu quả. Hỗ trợ tinh thần cho trẻ, phiên song có thể ảnh hưởng đến tinh thần của trẻ em, đặc biệt là nếu tình trạng kéo dài. Việc hỗ trợ tinh thần thông qua sự quan tâm, trò chuyện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghỉ ngơi sẽ giúp trẻ vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách dễ dàng hơn. Tạo môi trường sống và giáo dục tích cực trong quá trình điều trị, quan trọng là tạo ra môi trường sống và giáo dục tích cực cho trẻ. Đảm bảo không khí trong nhà sạch sẽ, thoải mái và đảm bảo đủ độ ẩm có thể giúp giảm bớt khó chịu cho trẻ. Hơn nữa, giữ cho trẻ ở trong môi trường thuận lợi với học tập và giảm áp lực có thể hỗ trợ quá trình phục hồi. Sự hỗ trợ từ cộng đồng và gia đình việc hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều trị viên sang ở trẻ em việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với những người khác trong cùng tình trạng có thể mang lại sự đồng cảm và hỗ trợ tinh thần cho gia đình đồng thời quyết định chung tay tạo ra một môi trường thuận lợi và sức khỏe cho trẻ là chìa khóa để giúp trẻ vượt qua thời kỳ khó khăn theo dõi và đánh giá định kỳ việc theo dõi và đánh giá định kỳ tình trạng sức khỏe của trẻ là quan trọng để đảm bảo rằng phương pháp điều trị đang hiệu quả và điều chỉnh nếu cần thiết Bác sĩ cùng với phụ huynh nên thường xuyên theo dõi triệu chứng và sự phát triển của trẻ để đảm bảo rằng trẻ đang hồi phục một cách tốt nhất. Các biện pháp điều trị viêm xoang ở trẻ em Tùy theo nguyên nhân và mức độ bệnh viêm đa xoang ở trẻ em mà bác sĩ sẽ có phương pháp điều trị thích hợp. Điều trị bằng thuốc Bác sĩ sẽ kê đơn cho trẻ uống một số loại thuốc điều trị viêm xoang như thuốc kháng sinh, dùng khi nguyên nhân viêm đa xoang do sáu khuẩn, thuốc giảm đau nề xét ẻ Cibergine, Naproxen, phân giúp giảm nhanh cơn đau ở vùng xoang bị viêm. Thuốc kháng histamin dùng khi nguyên nhân viêm xoang do dị ứng giúp làm giảm các triệu chứng dị ứng. Thuốc corticosteroid senalone, dạng uống hoặc xịt mũi, dùng trong trường hợp viêm, dị ứng nặng. Thuốc xịt làm thông mũi phenylephrine, naphazoline giúp giảm tình trạng ngạt mũi, khó thở cho trẻ. Liệu pháp miễn dịch, trẻ bị viêm đa xoang do dị ứng muốn cải thiện tình trạng bệnh thì bác sĩ sẽ áp dụng liệu pháp điều trị miễn dịch. Trẻ sẽ được TC si xác định nguyên nhân gây dị ứng và tránh xa dị nguyên để ngừa bệnh tái phát can thiệp ngoại khoa trong trường hợp viêm đa xoang ở trẻ em ở mức độ nặng tái phát dai dẳng chuyển thành mạng tính gây tắc nghẽn xoang thì bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện phẫu thuật xoang nhằm loại bỏ dịch trong vùng xoang để lỗ xoang thông thoáng hơn đồng thời chỉnh sửa các bất thường cấu trúc trong xoang mũi như lệch vác ngăn mũi hoặc hẹp mũi biện pháp khắc phục viêm xoang ở trẻ em tại nhà để việc điều trị rứt điểm viêm đa xoang cho trẻ hiệu quả các bậc phụ huynh cần kết hợp một số biện pháp đơn giản tại nhà giúp giảm triệu chứng cho trẻ như sử dụng nước muối sinh lý để vệ sinh mũi họng khi mắc các bệnh đường hô hấp sử dụng nước muối sinh lý để hỗ trợ điều trị rất hiệu quả và dễ thực hiện Vùng mũi, họng của trẻ được làm sạch, hạn chế viêm sưng, nghẹt mũi, sổ mũi, hắt hơi nhờ nước muối sinh lý. Xông hơi mũi gừng, xả, tỏi, chanh. Khoang mũi bị tắc nghẽn khiến trẻ khó thở, ngủ khó khè. Cha mẹ có thể đun nước gừng, xả, tỏi để cho trẻ hít thở giúp làm ấm và ẩm đường thở, so dịu các mô tại xoang đồng thời thông mũi, sát khuẩn, giảm đau, chống viêm. Lưu ý khi cho trẻ xông mũi, cha mẹ cần ngồi bên cạnh trẻ để tránh trẻ bị bỏng và hít thở không đúng cách. Trường nóng khi vùng mũi của trẻ bị sưng, đau, cha mẹ có thể dùng một chiếc khăn ẩm sạch để trường lên vùng mũi xoang để giảm sưng, giãn mạch, trẻ xì mũi được dễ dàng hơn. Nhắc nhở trẻ uống nhiều nước, khuyến khích trẻ uống nhiều nước từ các nguồn khác nhau như nước lọc, nước trái cây, nước canh để làm loãng chất nhầy trong mũi, họng, đẩy các chất nhầy ra ngoài dễ dàng hơn. Ngủ với đầu nâng lên, cha mẹ nên đặt thêm một chiếc gối để kê cao đầu cho trẻ khi ngủ giúp xoang lưu thông dễ dàng, giảm tình trạng tắc nghẽn. Khi nào bạn cần đưa trẻ tới gặp bác sĩ? Khi trẻ bị viêm đa xoang, cha mẹ không được chủ quan, cần đưa trẻ tới thăm khám với bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán tình trạng bệnh, nguyên nhân mắc bệnh và có phương pháp điều trị cụ thể khi đã áp dụng điều trị bằng thuốc không kê đơn trong 10 ngày và chăm sóc tại nhà nhưng bệnh của trẻ không có dấu hiệu thuyên giảm, ngày càng nghiêm trọng, trẻ bị sốt cao, đau nhức, mệt mỏi, dịch mũi có mủ.